Di chuyển tiếp theo sang ở mã số 24 nhé. Thì ở phiên bản 24 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là mẫu của Marocadi. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ đất nước Ý và cũng là một trong các thương hiệu dòng luxury. Và mẫu này thì em có về là full hộp. Dạ vâng, nó còn một cả một cái nắp hộp của nó ở phía bên trên nữa cơ. Thì khi mà gửi hàng thì em sẽ gửi đầy đủ cho cả nhà mình, thì cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Ở bàn này thì mang một cái form kiểu dáng nó sẽ giống với cả của thương hiệu của Rolex. Dạ vâng, mặt màu nâu cà phê và đây là phiên bản mà cũng sẽ sử dụng, đó chính là solar pin năng lượng mặt trời. Vì thế cho nên là cái tuổi thọ pin của nó cũng được rất là lâu. Thứ hai nữa là ở đây nó có cái độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM nhé. Đó, đây pin năng lượng này, độ chống nước là 10 ATM, mặt bên trong trải đều có đường vân. Cọc số thì nó sẽ có ở vị trí góc 12 giờ là cọc số La Mã. Thế còn ngoài ra thì các cái cọc số ở đây nó sẽ là cọc số bằng kiểu nó có nạm đá ấy, và nó đều được ghim số toàn bộ, thì cho nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Nó sẽ không bị rơi đá hay là gì cả, đúng không ạ? Một địch nhá, vị trí góc 3 giờ rất là thuận tiện. Chi tiết niềm bên ngoài này thì cũng sẽ có vừa là răng cưa này, vừa là làm theo kiểu dạng sáng bóng ấy, nó cách điệu đi một chút xíu thôi nhưng mà nó tạo một cái điểm nhấn, đúng không ạ? Và núm là núm ren đó. Và đằng dây này thì nó sẽ có dây phay sức ở hai bên này, sáng bóng ở giữa này, solar nhá. Đây là dây chốt khóa tắt mát đầy đủ. Mặt trước này và đây là mặt sau. Thì có mã check của nó sẽ là MZ037. Đây nó có giá hãng của nó luôn. MZ037 và giá hãng hiện tại đang là 82.500 yên. Tức là nó tương đương với cả một bản cơ luôn ấy mọi người. Tương đương với giá của bản cơ luôn ấy, bởi vì cái quy trình để mà tạo nên các cái mẫu solar thì các chị biết rồi, đúng không ạ? Nó rất là phức tạp. Thế nhưng mà mình sử dụng thì rất là dễ dàng luôn. Đây nhá, nên mọi người có thể là xoáy cái núm này ra này. Đấy, nhớ lưu ý gem nhá, xoáy núm này ra này. Rút lên nước này, đúng không ạ? Thì mình sẽ chỉnh giờ. Đấy, đấy chuyển sang ngày mới rồi đấy ạ. Đúng không ạ? Mình sẽ chỉnh giờ. Đó, chỉnh xong này, mình đóng núm này và các chị là vừa ấn nhá, vừa ấn này và vừa xoáy này. Đấy, để cho nó vào cái gen của nó. Thì như thế nó sẽ đảm bảo được cái độ chống nước cho mình. Và ở phiên bản này thì có size mặt đó là size 39.4 và càng của mẫu này là 49. The Mid Demi 2 màu. Đấy, rất đẹp luôn đúng không ạ? Và đeo lên tay cực kỳ sang, tay dành cho anh nam. Món này em đang để cho cả nhà mình đó là 2.450.000. 2.450.000 và bản này sẽ ở mã số 24. Mới nguyên zin nhá, full hộp, giấy tờ số sách đầy đủ. Chưa qua sử dụng. Tiếp theo di chuyển sang ở mã số 25. 25 em sẽ lên cho cả. Tiếp theo sang ở mã số 25 nhé. Thì ở phiên bản 25 thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Đây là mẫu của Tissot. Đây là một thương hiệu phải nói rất là nổi tiếng luôn đúng không ạ? Và khá là lâu đời rồi. Thương hiệu này thì được thành lập vào năm 1853. Và đây là có hộp này, sổ này, thẻ này, đi kèm đầy đủ luôn. Hộp của nó rất là đẹp nhá. Cái này thì mọi người có thể là mang đi tặng cũng sẽ rất là ok, hoặc mọi người để trưng bày thôi, nó rất là xứng đáng. Đây là thẻ. Đây. Đây là quần tem của nhà bán hàng này. Đây retainer này. Đó. T-shirt này. Đây để em bóc cái seal nó ra. Bản này thì về là mới nguyên zin luôn ấy, chưa qua sử dụng đâu mọi người nha. Mới nguyên, chưa qua sử dụng. Và đây mọi người thấy đẹp không? 500 bộ sưu tập của dòng Tissot Power Matic 80. Thì ở đây sẽ là một cái mẫu mà nó sẽ là cọc vạch. Dạ vâng, đây là mẫu cọc vạch. Đó. Nó có thiết kế của nó sẽ là ba kim này, lịch này. Mọi người thấy mặt này, đẹp chưa? Nó trải vân nhá. Cái vân ấy thì ở vân vân phía bên trong này này, đúng không ạ? Nó sẽ là kiểu dạng như là vân vân chéo trải từ trong ra nhá. Còn ở bên ngoài này thì cái vải giải vân của nó sẽ là giải vân theo kiểu dạng vòng tròn ấy, vòng tròn đồng tâm. Đó, và mẫu này thì sẽ sử dụng đó chính là kính sapphire. Và với cái kính sapphire crystal, sapphire nguyên khối này thì nó sẽ có một cái ưu điểm đó chính là nó giúp cho cái đồng hồ của mình nó sẽ chống trời chống xước. Cho mọi người thấy kim này, nhỏ thôi nhưng mà rất là thanh, rất là mạch. Và em để cận sát luôn màn hình để cho mọi người cũng có thể là ngắm các tất cả các chi tiết của nó đẹp và xuất sắc như thế nào. Swiss Made. Đây là một trong 18 thương hiệu trực thuộc của tập đoàn Swiss. Và nó là một cái thương hiệu mà phải nói là rất là lâu đời rồi, đúng không ạ? Và trải qua rất là nhiều các kỳ kiểm định nghiêm ngặt thì nó mới có thể đạt được các chứng chỉ Swiss Made và để tồn tại được ở trong cái tập đoàn Swiss luôn. Đó, đây các chị thấy là viền này, núm này. Đó, dây nha, dây thép nha. Phay xước này, sáng bóng này, dây mic Demi 2 màu, chốt khóa nguyên zin. Và đem cho cả nhà mình cùng xem, Tissot 1853.
rất lâu đời. Stainless steel này, độ chống nước của nó sẽ là 50 TM, kính sapphire crystal sapphire nguyên khối ạ. Để bên trong bộ máy đây, nó sẽ ghi đó chính là high tech escapement, tức là bộ thoát công nghệ cao, 23 dewel 23 chân kính nhá. Đây, và các anh chị thấy là bên trong này nó sẽ có chuyện đó là V8 đó. Và với cái bộ máy này thì nó sẽ có tần số dao động đó là 28.800 VPH. Thời gian tích góp tối đa của nó cũng phải trên 40 tiếng thôi, đúng không ạ? Và khi các anh chị lên tay mẫu này thì thực sự là rất là xuất sắc và không thể chê một điểm gì luôn. Tám mát đầy đủ. Đây là các cái phân thông số nhé. Đó là stainless steel này, 53 này, cơ này, đúng không ạ? Kính của nó là kính sapphire này, mã check của nó đi kèm. Hiện tại thì hôm nay em cũng không có điện thoại để check luôn cho cả nhà mình luôn ấy. Thì các anh chị mọi người có thể làm chụp ảnh lại mã và sau đó các anh chị cũng có thể là check. Đấy, vì là các cái mẫu tích shop này thì giá ở trên các store của nó cũng khá là cao chứ không hề rẻ một chút nào đâu ạ. Mẫu này thì có size mặt của em nó sẽ là size 41 và càng của mẫu này sẽ là 48. Đấy, và như cổ tay của em đây là 16.5. Ui, đeo lên tay đẹp thế. Rất đẹp và rất là xuất sắc nha mọi người nha. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó chính là 8.8 triệu. Dạ vâng, 8.800.000. Mẫu này sẽ ở mã số 25, 8.8 triệu mã số 25. Mới nguyên nhé mọi người nha, mới nguyên zin full hộp. Đó, giấy tờ sổ sách đầy đủ luôn. Và tất cả sản phẩm bên nhà em thì mọi người sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, để cho nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Di chuyển tiếp theo sang ở mã số 26. Phiên bản 26 thì em lên cho cả nhà mình đó là ở mẫu em lên mẫu GC này đi. Đây là mẫu GC. Đó, vâng, thương hiệu GC cũng là thương hiệu của Thụy Sĩ và nói chung là không xa lạ gì với tất cả mọi người nữa. Ở bàn này thì em có về cho cả nhà mình đấu về là có một cái hộp nhé. Cái hộp này thì đây này, đây là cái chất liệu của nó bằng kiểu như là nhựa, nhưng mà nó là cái chất liệu nhựa acrylic thì phải, tức là nhựa cao cấp ý. Nên là nhìn trong cái hộp nó đẹp lắm, nó rất là sang luôn. Cái này thì em đấu về là nó không có sổ đâu, nó mất sổ rồi. Nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi mọi người ạ. Đấy, đây nhá, mọi người không? Rất đẹp. Đây là bản mới nguyên, chưa qua sử dụng đây, kể cả cái tem siêu mặt này vẫn còn nguyên siêu luôn. Thôi em không bóc ra nữa nhá, bởi vì bóc ra thì đến lúc mà dán vào ấy thì nó sẽ có cái hơi của cái phần siêu ấy. Dạ vâng, đây là mẫu chạy 6 kim và nó chạy trên National Grab, tức là chức năng bấm giờ thể thao, có ổ cửa sổ lệch ở vị trí gấp 4:30 5 giờ này, National Grab nha. Đấy, thì mọi người thấy là hiện tại là các kim của nó đang chạy đúng không ạ? Và khi em bấm vào đây. Đấy. Đây là kim giây này, đây là kim giây nhá. Đây là kim giờ, kim phút này. Còn cái kim giây to đùng này này thì nó sẽ là kim giây chạy cho chức năng chronograph. Mọi người nhớ lưu ý giúp em nhá. Đây là kim bé này là kim giây của giờ phút, còn kim to này là kim chronograph. Và nó chạy tối đa của nó sẽ là 12 tiếng. Nó tính theo cả phút luôn ý. Nếu mà mọi người có ví dụ như chạy hay là cần cái thời gian mà đo tính về phút thì nó cũng có tối đa của nó sẽ là 30 phút ở đây. Nó sẽ hiển thị 30 phút ở đây. Đấy, nó chạy được hai cái vòng 30 phút, tức là được 1 tiếng ý, thì cái kim tiếng này nó sẽ nhích một khắc. Là bằng ở đây nó có một lịch ở vị trí góc 4:30 5 giờ này. Mặt bên trong cái này mà bóc siêu ra ấy, thì mặt bên trong nó trải vân cực kỳ đẹp luôn. Bởi vì cái màu xanh nó là một cái màu xanh ngọc. Thế chị đếm xem cái chi tiết niềng này. Niềng của nó đẹp lắm nhất, nó không hẳn là như thép đâu, mà là cái màu của nó hơi ghi sáng một chút xíu, nhưng mà cái niềng nó đẹp lắm. Đây này mọi người nhìn cái chỗ thép này nó khác đúng không ạ? Đây này, nhưng mà nó hơi ghi một chút xíu, màu nó đậm, nó cảm. Nó cũng không hẳn là bằng đá đâu. Không hẳn là bằng đá. Em cũng không biết là nó làm bằng cái chất liệu gì, nhưng mà nhìn nó đẹp, cái niềng nó đẹp lắm, nó lạ lắm. Đấy, đây là viền này, phay xước này. Đây các chị thấy là còn nguyên cả siêu luôn nhá, núm này. Cái dòng này là núm gen nhé mọi người nha. Núm gen, các chị nhớ xoáy cái này ra để mà mình rút núm đúng không ạ? Đây rút núm một cái là nó reset hết về vị trí 12 giờ. Xoáy kim. Đây em sẽ xoay một vòng để cho mọi người thấy là cái lịch ngày đúng không ạ? Nó vẫn đang chuyển bình thường. Đấy là đã chuyển sang ngày mới rồi. Nhá, đóng núm này và đóng núm xong thì vừa ấn này, vừa xoáy này. Đó, đúng không ạ? Thì nó sẽ khóa núm và nó đảm bảo được cái độ chống nước cho mình. Dây thép đúc nhá, thì cũng có phay xước ở hai bên, sàm bóng ở giữa này. Chốt khóa này nguyên zin còn nguyên siêu này. Đây là phiên bản Swissmade nhé, máy của Thụy Sĩ. Dạ vâng. Bản này thì nó sẽ được sản xuất lắp ráp tất cả các chi tiết linh kiện đều ở tại Thụy hết luôn ấy. Kính sapphire crystal sapphire nguyên khối, độ chống nước của nó sẽ là 100 m. Tương đương với cả 10 ATM. À đây.
BGC này, Swissmade này. Mã check nha. Giá của nó đang là 100.000 yên cộng với thuế. Các anh chị thấy cao không ạ? Rất cao luôn đúng không ạ? Nó tương đương với khoảng độ gần 20 triệu rồi đấy. Thế tương đương với khoảng độ gần 20 triệu. Nếu mà tính theo yên như như ngày trước ấy, nếu mà tính đơn giản chỉ là yên bình thường không tính cả tiền vận chuyển vé thì nó rơi vào tầm khoảng độ 19, hơn 19 triệu, gần 20 triệu. Còn nếu mà mình tính cả tiền vận chuyển về nữa là mình phải nhân với hai mấy là rơi vào tầm hơn 20 triệu. Bản này có size đó là size 44.8. Và càng của mẫu này sẽ là 51. Nó không quá to đâu nha mọi người nhá, nó không quá to đâu. Đấy, và các anh chị thấy như cổ tay của em đây là nó cũng rất là ôm tay rồi. Nhưng mà bản này vẫn phải cho các anh nam tầm từ tay 17 trở lên. Đúng ra thì 17.5 trở lên thì nó sẽ đẹp hơn, thì nó sẽ là đúng chuẩn size hơn. 17.5. Bản này thì em cũng đã để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó chính là 3.650.000. 3.650.000. Mẫu này sẽ ở mã 26. Mã 26. 3650 mã 26 nhé mọi người nha. Mọi người thấy giá hãng của các mẫu của C này khá là cao. À, cái tem này là tem của T-shirt. Nhưng mà về là nó mất mất sổ rồi mọi người ạ. Chỉ về còn mỗi cái đồng hồ với cả cái hộp của nó thôi. Nhưng mà như thế là cũng đã rất là ok rồi. Tiếp theo sang ở mã 27 nhé. Ở phiên bản 27 thì em lên cho cả nhà mình mã 27. Đó là bản của Citizen này. Mẫu Citizen này là bản Eco Dry pin năng lượng mặt trời. Và thật sự với cả nhà mình là em cũng về, cũng có về với các mẫu của dòng H145 đúng không ạ? Citizen H145 này, rồi là các mẫu Citizen, nói chung là rất là nhiều các cái dòng Citizen Eco Dry. Nhưng mà đây là lần đầu tiên em về bản Eco Dry phiên bản đó là World Time giờ thế giới nhá. Ở đây nó cũng sẽ có chức năng đó là SMT ấy, tức là chức năng mà kiểu dạng như là tiết kiệm pin ấy, tức là Summer Time ấy. Đấy. Tức là thời tiết mùa hè, thời gian mùa hè đấy. Ở đây là có các quốc gia trên thế giới, ví dụ như là Bangkok này, London này, đúng không ạ? Tokyo này. Rồi rất nhiều các quốc gia. Mặt bên trong này nó có một cái hình, đó chính là một cái hình bản đồ thế giới. Không phải bản đồ thế giới mà người ta gọi đó là quả cầu luôn ấy, quả địa cầu thì đúng hơn. Đó, nó có lịch nhá. Và kim thì đang chạy hoạt động rất là ok, bởi vì đây là mẫu Eco Dry pin năng lượng mặt trời và cái tuổi thọ pin của nó được lâu ấy. Đó, và mẫu này thì các anh chị thấy là mặt rất là đẹp rồi và kính thì chưa hề có một vết chảy xước gì cả. Mặc dù là mẫu này cũng là mẫu đã qua sử dụng ạ. Đấy, dây này vừa phanh sức vừa sáng bóng, nó sẽ đan xen vào với nhau. Chốt khóa nguyên zin nhá. Và đằng sau đáy đây thì nó có thông số A kính sapphire. Kính sapphire crystal sao nguyên khối ạ. Japan mode này. Độ chống nước của nó sẽ là 53 Citizen, module máy của nó sẽ là dòng E784 stainless steel. Cái này thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại ở cái đằng sau này cho cả nhà mình nhá. Nói chung là bản này rất là mới luôn. Đó. Mẫu này thì có size mặt đó là size 40.6 và càng của mẫu này là 48.6. Em soi dạ quang cho cả nhà mình xem. Bản này mặt đẹp lắm luôn ấy. Cái này mọi người phải nhìn ngoài cơ, bởi vì xem video này sẽ hơi khó nhìn. Nó bị bóng cái kính vào ấy, ánh sáng nó chiếu vào cái phần kính, tâm ra nó sẽ hơi mờ. Nhìn ngoài thì mọi người sẽ thấy rõ cái đường vân vân ở phía bên trong này này. Đấy, vân hình địa cầu này này. Đây mọi người đeo lên tay nhé, rất là ôm tay. Được chưa? Bàn này thì dây thì cũng rất là ok. Dây thì còn cho tay 18 trở xuống nhé, là mọi người sẽ vẫn đeo ok hết. Bàn này em đang để luôn cho cả nhà mình đó là 3.250.000. Dạ vâng, 3.250.000 mã số 27, 3250 mã số 27. Cực kỳ mới luôn đấy, mặc dù là đã qua sử dụng rồi nhưng mà. Di chuyển tiếp theo sang ở mã số 28 nhé. Thì ở phiên bản 28 thì em lên cho cả nhà mình đó là ở mẫu, mẫu này là mẫu của gì đấy, Imperial Armani. Đây là một thương hiệu đến từ đất nước Ý. Và thương hiệu này thì là một thương hiệu mà phải nói thật sự là chất lượng của nó cực kỳ tốt luôn. Vì họ không hề bia quảng cáo một chút nào. Không giống như là Wet hay là Michael Kors đâu. Michael Wet với cả Michael Kors thì người ta hay có book đó là các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đấy, đúng không ạ? Người ta làm đại diện cho thương hiệu. Thì nhưng mà riêng đối với Armani này thì không. Và người ta dồn tất cả các chi phí đó để vào trong cái gọi là cái chất lượng của sản phẩm, từ nhân công này rồi cho đến máy móc này, hay là nói chung là về
về về chủ yếu họ tập trung về chất lượng luôn ý. Ở bàn này thì em có về cho cả nhà mình là full hộp nhá. Đây các anh chị thấy là hộp này nó còn nguyên cả siêu. Đấy, còn nguyên cả siêu hộp nhá. Thì cái này mọi người về thì các anh chị bóc. Đấy, còn thôi em cũng chẳng bóc ra nữa. Đúng không? Nó còn nguyên cả siêu như thế này này. Nó còn mới nguyên zin luôn ấy. Nó còn một cả một cái hộp với cả một quyển sổ ở bên trong của cái nó còn tức là nó còn một cái vỏ hộp bên ngoài này với cả nó còn một quyển sổ nữa. Thế nhưng mà em không có để ở đây. Em để tất riêng một ra một cái thùng riêng ấy. Nên là em quên không không lấy lên đây rồi. Thì khi mà gửi hàng thì em sẽ gửi đầy đủ cho cả nhà mình nhá. Tức là trên video em có thông báo như thế nào thì khi gửi hàng thì em sẽ gửi đầy đủ như vậy cho cả nhà mình. Tất cả sản phẩm mọi người sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Với bản Emporio Armani này thì mẫu này là mẫu pin và bản này là bản kim dây chạy kim rốn nha. Đây, kim dây này. Ở vị trí góc 6 giờ. Và thanh bởi vì là giống như các mẫu kim dây khác ấy, nó là kim đúng không ạ? Thì ở đây nó sẽ là theo kiểu dạng chạy như là kim dây đĩa. Đấy, mặt bên trong này nó sẽ có trải cái đường vân ngang ngang như này nhá. Đấy, cọc số này. Mặt rất là đẹp luôn. Cái này mọi người phải nhìn ngoài ấy. Mặt rất đẹp. Và đây là phần viền này, vừa sáng bóng này, đúng không ạ? Cạnh viền sườn này, phay xước này, dây này, thép đúc nhá. Phay xước sáng bóng cũng sẽ kết hợp với nhau chốt khóa nguyên zin và đằng sau đấy thì nó cũng có mã check của nó sẽ là AR1137. Độ chống nước của nó sẽ là 50m tương đương với cả 5 ATM. Dây này, tác mác của nó còn đầy đủ này. Đấy các anh chị cứ check theo cái mã này là cũng sẽ ra. Nói chung là với các cái bản pin này thì nó cũng sẽ dao động nó rơi vào tầm khoảng 5 cho đến 6 triệu đối với phiên bản này. Size mặt ở bản này là size 43 và càng của mẫu này đó là 52.5 và nó khá là mỏng nhá. Đấy, 9.0. Như cổ tay của em này là 16.5 đúng không ạ? Là em nói chung em đeo thì nó cũng ôm tay thôi nhưng mà để mà đẹp thì cũng phải tầm cổ tay 17-17.5 đổ lên. Thường thì các mẫu đồng hồ bên nhà em thì đa số là em hay đấu về các cái size tầm rơi vào tầm cổ tay 17-17.5 ấy. Đấy nên là mọi người có thể là đeo lên tay, đeo đi làm hay là các cái phong cách thanh lịch sang trọng thì mọi người rất là dễ đeo. Mẫu này full hộp nha, mới nguyên zin chưa qua sử dụng nên là nếu có thể là tặng thì cũng sẽ rất là ok. Bản này em đang để cho cả nhà mình đó là 2.2 triệu. Dạ vâng, 2.200.000, mã số 28. Mới nguyên luôn, chưa qua sử dụng. Em phải nói là rất đẹp, rất là xuất sắc. Mà không phải lúc nào cũng đấu được với các cái mẫu của Armani mà nó mới nguyên như thế này đâu. Đấy, nếu anh chị nào mọi người xem các video trước đó của em rồi thì chắc chắn là mọi người cũng đều biết đúng không ạ? Vì thường thì nó toàn về là các cái mẫu mà đã qua sử dụng rồi ấy. Nhiều khi là mặt rất là đẹp, mặt y xì như thế này nhưng mà dây nó ngắn. Thành ra nó rất là khó tìm dây luôn và nó mất hết cả cái giá trị của đồng hồ luôn ấy. Đấy, rất khó tìm dây. Tiếp theo sang ở mã số 29 ạ, phiên bản 29 thì em lên luôn cho cả nhà mình ở mẫu này nha. Mẫu này là phiên bản của Orient. Dạ vâng, bản Orient này thì cũng hơi tiếc là nó cũng không về hộp đâu ạ. Đấy, nó không về hộp. Đây, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Bản này thì em có đấu về cho cả nhà mình rất là mới. Dạ vâng, rất là mới nha. Kiểu cũng người ta cũng chỉ sử dụng khoảng độ 1 đến 2 lần thôi. Đấy, nên là xước thì nó cũng chỉ có gọi là một vài cái vết nhỏ nhỏ đằng sau đáy một chút xíu thôi chứ nó cũng không có đáng kể. Và nó nằm ở trong cổ tay của mình rồi nên là không không lộ. Đây là mẫu Orange Chrono Grab. Đây là mẫu chạy 6 kim với chức năng Chrono này. Đó. Thì mọi người nhớ lưu ý cho em này. Ở mẫu này thì đây là kim dây, đây là kim giờ, kim phút nha. Còn thì kim dây to đùng này này. Đúng không ạ? Thì nó sẽ là kim dây chạy cho chức năng Chrono Grab và có thời gian đo tốc độ tối đa. Nó sẽ hiển thị dưới này. Nó tính theo tiếng luôn ý. Ví dụ như là cái kim này này chạy được một vòng lên đây nhá, thì cái kim phút này nó sẽ nhích một khớp. Nó cũng giống như cái đồng hồ của mình luôn ý. Ở đây nó có một ô cửa sổ lịch ở vị trí góc 4 giờ. Bên trong màu mặt xanh này. Kính thì cũng chưa có một lớp cả, chưa có một gọi là vết chảy xước gì cả. Đây là chi tiết viền niềng nhá. Và dây này. Đấy, cũng có phay xước này, sáng bóng này. Đấy, và đây là khóa của Orient này. Đúng không ạ? Khóa của Orient, dây chốt khóa. Đây là mặt trước và đây là mặt sau all stainless nha. Orient watch này. Đấy chưa? .company này. Đây là mã của nó đi kèm đầy đủ nhá. Nó có một cái tem của Orient luôn. Dây có mã số hiệu của dây. Đó, đây là viền, rất là mỏng, rất là đẹp. Size to nhá. Và cái này dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Mẫu này có size mặt đó là size 43.3. Càng của phiên bản này sẽ là 48.4. Và như cổ tay của em đây là 16.5. Đấy. Thì nó ôm tay luôn đúng không ạ? Rất ôm. Nhưng mà cái này vẫn phải các anh nam tay to to.
Các cái thường các cái size từ size 41, 42 trở lên ấy thì ít nhất phải tầm tay 17, 17.5 trở lên thì mọi người mới đeo mới đẹp được. Mẫu này thì em cũng để luôn cho cả nhà mình ở mẫu này, đó chính là cũng là 2 triệu 2. Dạ vâng, cũng là 2 triệu 200 nghìn, mã số 29 ạ. Mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay thì đây em lên cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó là của Sang Lý. Mà này em có về là full hộp nhá, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Món này thì hôm trước là cũng có khách lấy rồi, nhưng mà xong rồi thì tay tay của chú hơi to, vì thế cho nên là chú có đổi sang mẫu khác. Đây vào mẫu này, đây là bản của Sang Ni, bản này là bản 6 kim, kim 24 giờ, kim dây, đúng không ạ, thời gian đo tốc độ tối đa. Nói chung là về cơ chế chung của cái dòng 6 kim rồi. Và được cái là ở bên trong của nó ấy, thì nó sẽ là một cái tông nền mặt trắng này, viền xanh này, đây là viền thép trắng này, dây này, vừa phay xước vừa sáng bóng cũng sẽ kết hợp với nhau nhá. Mẫu này thì cũng mới nguyên zin và chưa qua sử dụng. Tag mác này đầy đủ nhá, giá hãng này 41.800 yên, nó tương đương với khoảng độ hơn 8 triệu đối với phiên bản này đấy mọi người ạ. Nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đấy ạ, và cũng rất là được ưa chuộng. Đây nó còn nguyên cả siêu luôn, mặt đồng hồ đẹp nhá, niềng tachymeter này. Đấy, bản này thì nó sẽ thiên về cái phong cách thanh lịch ý. Mẫu này có size mặt đó là size 39.8, càng của nó sẽ là 46.5. Và như cổ tay của em này là 16.5 thì em đeo ok luôn. Đó. Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 1.850.000. 1.850, mã 30 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì các anh chị mọi người có yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì mọi người có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 0858 58 58 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và mọi người hãy bấm đăng ký kênh cũng như bật phần chuông thông báo để có thể liên tục cập nhật mã hàng mới bên em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Để mời em chào tất cả mọi người ạ.